Xin chào các bạn, mình là Hồng Quân. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn biết cách không? Cài đặt công tắc ngoài hay công tắc đảo chiều ngoài cho biến tần KCDI với động cơ điện BGM. Các bạn cùng nhìn mình thực hiện nhé. Thì để cài đặt công tắc ngoài, chúng ta phải sử dụng 3 sợi dây hoặc là công tắc đảo chiều. Tiếp đến, chúng ta sẽ cài đặt tham số trên biến tần. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn ấn nút BRG. Chúng ta ấn Enter, chọn B0, ấn Enter. Tiếp đến, chúng ta sẽ chọn tiến lên số 2, B002. Chúng ta ấn Enter và chọn bằng 1. Chúng ta ấn Enter. Tiếp đến, chúng ta sẽ chọn B301. Chúng ta ấn tiến lên số 3. B301, chúng ta ấn Enter và ấn nút lùi xuống số 2, chúng ta ấn Enter. Như vậy mình đã cài đặt xong tham số trên biến tần. Để đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ ngắt nguồn điện của biến tần. Chúng ta sẽ đấu một dây vào GND. Hai dây còn lại thì chúng ta sẽ đấu vào DI1 và DI2. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho biến tần. Chúng ta lấy một dây đầu, một đầu GND đấu vào một đầu DI1. Bây giờ mình sẽ đảo chiều, chúng ta sẽ lấy một đầu GND đấu vào DI2.